Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Món Chay Huệ Hoàng 2. Hôm nay mình lại chia sẻ đến cô chú, anh chị em và các bạn một cái món ăn chay ngon, đó là món nấm bào ngư lăn bột chiên giòn. Sau đây mình chia sẻ các nguyên liệu. Nấm bào ngư xám, bột chiên giòn, hành lá, tiêu. Nguyên liệu cái món này rất là đơn giản, chút xíu nữa dừa quẹ điều chỉnh thêm một chút bột nêm và chút đường nữa là được. Bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện cái món ăn chay ngon này nha. Nấm với lại là hành mình sắt ra xong rồi mình cho vô đây một ít tiêu ha. Rồi khoảng một muỗng cà phê bột nêm cho trọng lượng là 6 lạng nấm ha. Khoảng hơn một muỗng đi. Và vàng chút. Món này mình chiên nên là bỏ một xíu xiu xiu đường chứ không thôi là nó khét ha cô chú anh chị và các bạn. Khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Và một chút xíu nước mắm, mình cũng làm gia vị nêm như vậy. Nó lạt lạt thôi ha cô chú anh chị và các bạn, bởi vì cái bột chiên giòn nó cũng đã có gia vị trong đó rồi. Nước tương cũng vậy luôn, mình nêm cho nó đều cái vị, chuẩn vị. Nhưng mà mình nêm lạt chứ bột chiên giòn người ta có nêm muối trong đó rồi mà mình cho nhiều quá là nó mặn ăn không ngon ha. Rồi, mình trộn đều cái hỗn hợp này cho nó thấm gia vị. Mình làm chay mà mình làm chuẩn thì nó sẽ ngon, sẽ cuốn hút được người ăn. Rồi, rất là thơm ngon luôn rồi. Chưa chiên mà đã ngon rồi. Rồi, bây giờ mình cho bột vô. Cô chú, anh chị và các bạn pha cái bột này á, là theo sở thích gia đình ha. Muốn nhiều bột hay ít bột gì cũng được hết á. Và mình cho vô đây một ít nước. Mình pha cái bột để mà mình chiên giòn á là cô chú anh chị và các bạn pha nó dẻo sệt sệt như thế này nè ha. Mình múc cái nấm lên mà nó không rớt, nó dịu dẻo như thế này là được ha. Và mình trộn á, thì mình chừa lại một ít bột. Cô chú anh chị và các bạn có lỡ tay mà cho nhiều nước quá thì mình sẽ bỏ bột vô và nó đúng chuẩn như thế này thì chiên nó sẽ ngon. Bây giờ mình đem đi chiên. Mình bắt cái chảo lên nóng. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô. Rồi chảo nóng rồi mình bỏ nấm vô, mình chiên. Nó vàng đều là mình gấp ra được ha. Cô chú anh chị và các bạn gấp ra thì nhớ bỏ giấy thấm. Cô chú anh chị và các bạn xem cho hết video để biết chút nữa chị Huệ phối cái món ăn này như thế nào ha. Rồi mình đã chiên xong hết rồi nè. Bây giờ mình đi làm cái nước sốt để mà mình chấm cái nấm này ha. Bây giờ cái chảo này mình rút dầu ra bớt ha. Cho miếng Maggi vào đây mình phi. Mình có quýt và tắc. Cái nước quýt này nó cũng rất là thơm. Rồi mình đã có được nước cốt của tắc và quýt. Mình sử dụng cái rây để mình rây cái hột ha. Mình cho thêm vô đây một ít nước. Mình cho tương đỏ vô đây. Tương đen luôn. Dầu hào. Mấy cái hạt đường phèn. Thì cái hỗn hợp này mình nấu cho nó sệt lại. Nước sốt của mình được rồi, bây giờ mình sắc hai cái lá. Mình cắt cái lá chanh này ra ha. Mình cho vô cái chén này. Rồi mình trút nước sốt ra đây. Rồi đã được một chén nước sốt rất là thơm. Rồi nè cô chú anh chị và các bạn, món ăn đã hoàn thành. Mình ăn cái món này với lại nước sốt và
dưa leo rau sống ha cô chú anh chị và các bạn, rất là ngon luôn đó. Mình ăn như vậy thì mình không có sợ dầu mỡ ha, và mình chấm rau sống với lại cái nước sốt này thì rất là tuyệt vời và vi diệu luôn ha cô chú anh chị và các bạn. Video hôm nay Diệu Huệ chia sẻ đến đây thôi. Người ta mở nhạc ồn lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Cô chú anh chị và các bạn thấy là kênh của mình có hữu ích và video này nó hay á, thì tặng cho mình một like để cho kênh nó phát triển, bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông mà nhận các video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Người ta mở nhạc á, mình mà quay riết nó phạm bản quyền á, nên là Diệu Huệ chỉ chia sẻ đến đây thôi. Thì ăn thì nấm này mình chấm với lại nước sốt này và rau sống dưa leo, mình có thể là ăn chơi hoặc ăn với cơm cũng vẫn ngon ha cô chú anh chị và các bạn. Mình dứt video ở đây. Mến chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.